Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì clip trước mình đã quay một số dự án ở tại thành phố Tuy Hòa tháng 1 2024. Thì tiếp tục hôm nay clip phần 3 mình sẽ quay một số dự án còn lại tại thành phố Tuy Hòa. Hiện tại mình đang có mặt trên đường Trần Nhân Tông. Bên đây là Vega Masan Phương. Đây là dự án La Embrea Phương. Rồi sắp thì dự án này vẫn chưa triển khai luôn. Không biết dự án này khi nào triển khai đây. Năm mới rồi. Nhọc ven con đường song hành với Nguyễn Văn Huyên và Hồng Vương thì toàn những dự án sắp hoa đẳng cấp như sao không? Rất đẹp luôn. Ngược lại dự án này thì phía bên kia dự án hát tức là gì sai triển khai rất nhanh luôn, đã cất nóc phần phía tây của dự án dắt đường Hồng Vương. Phía phần phía tây là cả 9 tầng, phía này sẽ cả 6 tầng. Dự án sẽ phao rất là tuyệt vời luôn. Phía đối diện là này là trường đẹp sông Vương Trung. Dự án thì còn rất nhanh luôn. Thì phần này cũng đã triển khai rồi, lúc trước mình thấy chưa triển khai bắt nắp, đó này đã gần xong rồi. Còn phần này đang thi công dẫn phần hoàn thiện. Đáng rất là nhanh. Hai đoạn kia màu dáng rất nhanh luôn rồi. Việc bắt của dự án hát tức là gì xa thì chưa triển khai nữa. Phần phía nam thì triển khai rất đẹp luôn. Wow, sắp hoa được cấp lên sao luôn. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ quay chỗ dự án nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. Thông tin nhà ở xã hội đây mà chưa thấy động tĩnh hết cả. Lên thiết kế và gạch lâu rồi mà đến nay vẫn chưa triển khai. Đường N1, đường D1. Cho nên chỉ có một duy nhất một căn nhà. Mình xem thử dự án sẽ triển khai vị trí chỗ nào. Đường D3, đường N4. Số hộ dân còn chỗ này sắp tới sẽ giải tỏa thôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì cả tỉnh Phú Yên chưa có nhà ở xã hội nào gọi là đúng nghĩa, thì có nhà ở xã hội thấp tầng như giống như Bích Hợp thôi, còn nhà ở kiểu nhà ở cao tầng thì chưa có nhà ở xã hội nào. Chỗ này như là khai thác cát trái phép này. Ở
Bây giờ mình sẽ chạy lên qua chỗ đường số 14 giao với đường sắt Bắc Nam. Thử tiến độ tới đâu rồi. Cái đây 3 tháng mình chưa quay. Đoạn đường số 14 này sẽ chui qua đường sắt Bắc Nam để giáp với đường Nguyễn Tất Thành. Ở cửa ngõ phía tây của thành phố. Đây mọi người, phía trước mình đây. Trước giờ mình chụp về cận cảnh cho người xem. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho dự án này cho người xem. Và rất đẹp luôn. Thiết kế như là đảm bảo an toàn cho đường sắt Bắc Nam đi qua, cũng như hệ thống hầm chui đi qua đường sắt Bắc Nam này. Còn rất đẹp luôn. Hệ thống dầm đảm bảo các mối trụ rất là ok luôn. À, cơ bản thì phần giao qua đường sắt đã xong rồi. Giờ tiếp đến là phần giải phóng mặt bằng đi chạy thẳng lên đường Nguyễn Tất Thành. Thì hoàn thiện thì sẽ dễ là triển khai. Còn hướng này là đường Nguyễn Trãi nối dài. Những giữa tháng 12 trước mình thấy có dự án để triển khai, nhưng mà mình quan sát thì thời gian ở đây không có triển khai nữa. Đường hiện tại sẽ chạy thẳng ra giáp với đường số 14 mọi người. Được rồi, bây giờ mình sẽ chạy tới quay tiến độ dự án bờ biển Sản Nhi mới tỉnh Phú Yên tháng 1 24 thử tới đâu rồi. Rồi sẽ kết thúc clip này. Rồi nào thôi mọi người. Đây mọi người, tiếp theo đây mình sẽ quay cho dự án bờ biển Sản Nhi mới tỉnh Phú Yên. Theo tiến độ tới đâu? Mình quan sát từ xa thì dự án triển khai rất nhanh luôn. Phía trên kia mọi người. Wow. Mình chạy lên quay chặn mình xem. Không nghĩ là dự án triển khai nhanh như thế luôn. Rất là nhanh. Thi công tăng bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tăng 20 rồi mọi người. Wow. Mới sắp là sắp cắt nóc rồi. Ở đây 1 tháng thì mình quay thi công tới tầng 4, tầng 5 rồi mọi người. Ở đây tới tầng 8 rồi, 20 rồi. Cực kỳ đẹp luôn. Với tiến độ như thế này thì dự án sẽ hoàn thiện vào đúng như tiến độ của dự án là hoàn thiện 2025. Mọi người sẽ hoàn thiện trước vài tháng luôn mọi người. Mọi người là khoảng 1 tầng nữa sẽ cắt nóc thôi, rất nhanh. Kỳ đẹp. Nó hay làm với tiến độ dự án bờ biển Sản Nhi mới tỉnh Phú Yên. Lúc đầu thì hơi chậm trễ mà lúc sau khi mà triển khai thi công thì rất là nhanh luôn. Rồi rồi mọi người, thì sớm nhất mình có quay tiến độ những dự án lớn ở Tuy Hòa đầu năm mới 2024 phần 3 thì clip của mình đến đây là hết.
Cảm ơn người đã theo dõi clip của mình. Cảm ơn người nha. Bye bye.